Cho mọi người xem con Minh nha. Hello bạn. Ôi giời, tao phải hết đập đấy, trời ơi. Hello mọi người, mình đã ngủ dậy rồi đây. Hôm nay mình ngủ dậy thì mình thấy là trời khá là mát mẻ. Hoặc là mình đang ngồi trong phòng điều hòa nên mình thấy nó mát mẻ. Hôm nay mình quyết định sẽ làm một cái gì đấy nó vui vui. Cũng lâu rồi mình chưa thấy mình trong một cái diện mạo mới. Thế là ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video transformation, biến thành một Asian baby girl. Để bắt đầu biến hình thành Asian baby girl thì chắc có lẽ là mình sẽ phải dậy đánh răng các thứ để cho tỉnh táo đã. Nhưng mà khoe mọi người một chút là dạo gần đây da của mình nó đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà mình vẫn đang bị mấy cái mụn do đến tháng ấy mọi người. Mình mà đến tháng mình sẽ mọc kiểu mụn linh tinh ấy, mỗi chỗ một phát ấy. Đây này, nó cứ bị như thế. Nhưng mà mấy cái mụn lại đi rất là nhanh thôi, nên là không có đây gì cả. Nhưng mọi người có thể thấy cái nền da của mình chỗ này nó đã kiểu mịn màng, bóng hơn rất là nhiều rồi. Thì tại vì mình cũng lười làm một cái video update skincare routine riêng ấy, thì nên là mình sẽ nói luôn trong video ngày hôm nay là dạo gần đây mình dùng cái gì. Thì mình vẫn dùng retinoid và mình chỉ thay đổi kem dưỡng thôi ấy. Thì là kem dưỡng mà mình đang dùng gần đây là cái này. Cái này mình cũng đã khoe với mọi người ở trên cái livestream của mình trên Instagram rồi, tại vì mình lười update kiểu skincare trên YouTube dã man ấy. Thế là mình có cái gì mà hay hay mình sẽ share trên Insta trước. Thì cái này nó là một cái mặt nạ ngủ, bởi vì là mình thấy là dạo gần đây mình làm điều hòa nhiều quá ấy. Thế là mình thấy là mấy cái kem dưỡng ẩm của mình nó không đủ đô ấy. Thế là mình phải quất sang cái loại mặt nạ ngủ như thế này. Thì cái này khi mà mình mua ấy thì mình nhìn ngay trên bao bì nó đập vào mắt mình, nó là không cồn, không hương liệu và không có màu. Thì cái em này nó là một cái dạng mặt nạ ngủ kiểu dạng gel. Và mình cảm thấy cái chất này nó khá là tương tự với cái chất mặt nạ ngủ của Laneige mà cái loại đắt tiền ấy. Thì mình nghĩ là nếu bạn nào mà học sinh, sinh viên mà muốn tìm một cái sản phẩm dupe thì mình nghĩ là cái em này rất là hay. Em này thì có những cái thành phần thiên nhiên như là tơ tằm trắng, cám gạo. Cơ bản thì mình thấy đây là một cái sản phẩm rất là lành tính cho da nhạy cảm. Và có một điều mà mình còn thích em Senka này hơn cái em mặt nạ ngủ của Laneige kia là bởi vì em này không có hương liệu. Còn cái em Laneige kia thì nó hơi có hương liệu một chút xíu. Em này thì có kết cấu dạng gel, khi mà thoa lên da thì nó sẽ tan rất là nhanh và giữ ẩm rất đỉnh luôn ý mọi người. Mình ngủ điều hòa cả đêm mà sáng ngủ dậy da mặt vẫn cực kỳ căng và mướt. Mà hay ở chỗ là dù cấp ẩm đủ ấy nhưng mà cái này dùng mùa hè cũng không bị bí ấy, nên là mình rất là mê. Thì đấy, nếu như mà bạn nào dùng AHA, BHA hoặc là retinoid giống như mình thì có thể tham khảo cái loại mặt nạ ngủ này của Senka xem sao. Dùng lâu ấy thì mình còn cảm nhận được cái lỗ chân lông của mình có bé hơn và kiểu da nó săn chắc hơn nữa cơ. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi đánh răng rửa mặt đây. Và chắc là cái việc đầu tiên mà mình làm để trở thành một Asian baby girl đó chính là mình phải nhuộm lại cái tóc này á mọi người ạ. Cái tóc của mình nó đang bị phai cái màu đen ra thành một cái màu nâu rồi ấy mọi người ạ. Thực ra Asian baby girl thì nó sẽ có hai kiểu, một là tóc đen và hai là tóc bạch kim. Và tóc của mình khi mà mang đầu mình ra nhuộm bạch kim ở ngoài salon ấy thì người ta đuổi mình về liền, người ta không nhận nhuộm tóc của mình. Thế nên là ngày hôm nay thì mình sẽ tự nhuộm tóc đen ở nhà. Nói chung là bởi vì cái phần này nếu mà nó để màu nâu này nhìn nó sẽ rất là bẩn ấy mọi người, nhìn trông nó rất là bẩn hàn, trông nó không có Asian baby girl ấy, nên là mình sẽ nhuộm lại cái màu đen này. Ha mọi người, mình đã vừa đánh răng rửa mặt xong mà mình cũng đã đánh một chút son cho mặt nó tươi tắn hơn. Giờ mình sẽ bắt đầu đổ cái thuốc nhuộm này ra. Cái thuốc nhuộm này mình mua ở Shopee luôn. Bạn mình bảo là cái này nó khá là mượt tóc và nó không bị hại ở tóc ấy, bởi vì nó làm gì nhỉ? Thuốc nhuộm tạm thời à? Như một con dở hơi vậy đó. Nên mọi người đừng lo là nó không xuống được, mà nó kiểu nó lên xuống như một vị thần luôn ấy mọi người ạ. Mặc dù là mình đang mặc áo phông đen nhưng mà mình vẫn sẽ dùng một cái túi bóng. Mình sẽ cắt thành một chiếc áo nhuộm tóc của mình. Trông khá đần độn nhưng mà nó sẽ bảo vệ cái tóc của mình. À nhầm, bảo vệ cái áo của mình. Sao lại bảo vệ tóc của mình? Chưa ăn gì mọi người ơi, sảng quá. Hello. Xinh đấy, cho con xinh đấy. Cho con cút đi. Bôi lên đây. Oh. Mọi người ạ, mình nghĩ là tóc của mình nó quá mỏng. Mình chỉ cần hai nhúm thuốc là đủ tóc rồi. Bôi thuốc hên xui bằng cách nhìn vào cái màn hình lật của camera mọi người. Mình không có một cái gương nào. Mình có muốn nhuộm thành một con mèo đen xì không? Không hả? Nhuộm đi xinh lắm. Nhuộm tóc đen không? Khi đủ cơ hội. 15 minutes later. Ok mọi người, mình đã đi xả tóc rồi đây. Và mình nhận ra là cái màu mình mua ấy thì nó là một cái màu xanh đen mọi người ạ, chứ nó không phải là màu đen hoàn toàn. Đây mọi người có thể nhìn thấy này, nó hơi ánh xanh một chút đấy. Mình cũng không biết là mình có thích hay không nữa, nhưng mà mình đoán là cái màu này nó cũng sẽ phai nhanh thôi, bởi vì là đây là cái thuốc nhuộm tạm thời ấy mọi người. Thế nên là
Mình nghĩ những bạn nào mà muốn nhuộm màu đen trầm xuống một tí mà mọi người không muốn kiểu như là bị nhuộm đen mà không nhuộm được màu khác ấy, thì mình nghĩ là mọi người có thể mua cái thuốc này. Gội xong với kính móng tay của mình nó rất là kinh khủng mọi người ơi. Nhưng mà không sao, bởi vì tí nữa thì chúng mình sẽ có chương trình làm móng nữa. Ok mọi người, mình đã đeo len xong rồi đây, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu make up nha. Thật sự buồn về cái sự đến tháng của bản thân ấy mọi người, kiểu nó mọc mỗi chỗ một tí ấy, nhìn rất là ghét luôn ấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến bước đầu tiên của make up, đó là mình sẽ dùng kem chống nắng. Và em kem chống nắng ngày hôm nay mình sử dụng là em kem chống nắng này của Senka. Dạo này thời tiết nó nóng hơn ấy, thì nên là mình đang hay thích những cái loại kem chống nắng mà nó dạng sữa này hơn, nó sẽ thấm nhanh hơn và nó không bị nhờn rít. Bởi vì Senka thì cũng thuộc tập đoàn Shiseido ấy, thì nên là mình cảm giác là những cái sản phẩm của người ta cũng kiểu chất lượng và kiểu nó cũng không thua kém với các cái sản phẩm high end ấy. Thực ra trước đây thì mình cũng từng dùng thử em kem chống nắng của Senka rồi và mình cũng rất là thích, thì gần đây mình cũng có mua lại. Và mình cũng kiểu cho chị họ của mình dùng cùng ấy, thì chị họ của mình bảo là nó rất là giống cái kem chống nắng Shiseido của bà ấy. Thế đây là mình nghĩ là em này có thể là một bản dupe. Cái texture của em này thì nó là dạng gel thấm rất là nhanh, và khi mà mình thoa cái chống nắng thì mình sẽ thoa rất là nhiều, như mọi người có thể thấy, bởi vì là da của mình đang treatment rất là nặng ấy, thế nên là mình cần phải có rất nhiều cái chống nắng trên mặt. Và với em cái chống nắng dạng gel này thì mình có thể thoa nhiều lớp, mình cũng không cảm thấy bị bí, mà em mình vẫn thấm rất là nhanh. Thường khi mà mình thoa kem chống nắng thì mình sẽ không kiểu xoa xoa, bởi vì như thế nó sẽ làm cho kem chống nắng bị loang lổ. Mọi người nên chọn cái động tác là vỗ kem chống nắng vào da thì nó sẽ thấm tốt hơn, và cũng như là nó được tán đều trên da hơn. Cái điều mình thích nhất của em Senka này có lẽ là bởi vì cái finish của em ấy rất là đẹp, như mọi người có thể thấy là khi mà mình tán ra ấy thì nhìn trong cái da của mình nó rất là kiểu căng bóng, nhìn nó rất là ẩm mượt, trông rất là mịn màng ấy mọi người. Khi mà mới thoa lên thì em này sẽ có tone up một chút xíu, nhưng mà sau khi mà em thấm vào da hơn thì nó sẽ tiệp vào da của mình và nhìn rất tự nhiên. Em này dùng không bị bóng nhẫy nên là mình rất thích dùng trong mùa hè. Em này thì mình mua cũng rẻ thôi, hình như là mình nhớ đâu đấy là 190.000, mà dung tích của em này tận 80ml mọi người ạ, rất là nhiều luôn ấy. Thì nếu mà bạn nào mà thích cái kem chống nắng mà có cái finish đẹp này, cũng như là không bị bí da trong mùa hè mà dạng kiểu thấm nhanh một chút ấy, thì mình nghĩ là em này rất là ok. Và kiểu khi mà dùng trước make up ấy thì mình thấy là cái make up của mình cũng rất là đẹp luôn ấy, mà nhìn nó không hề bị dày ấy mọi người ạ. Mặc dù là mình thoa một cái lượng rất là nhiều, bởi vì là mình kiểu mình rất là ám ảnh cái chuyện là phải thoa đủ lượng kem chống nắng ấy, thế nên là mình thoa cực kỳ nhiều luôn, nhưng mà em ấy không hề bị vón này, không hề bị dày một chút nào, mà kiểu cảm giác nó rất là thoáng luôn ấy. Bây giờ thì mình sẽ đợi cho kem chống nắng thấm tầm khoảng 15 phút rồi mới make up, bởi vì nếu mình make up luôn thì cái kem chống nắng nó sẽ không có hiệu quả bằng, thế nên là mình sẽ ngồi đợi một lúc. Và mình sẽ sử dụng foundation của Lemonade. Ok, cái lớp nền của mình đã xong và nó đang khá là căng bóng, thì giờ mình sẽ sử dụng đến phấn má. Bởi vì là ngày hôm nay mình sẽ dùng phấn má dạng kem nên là mình sẽ dùng trước khi phủ phấn. Mình sẽ tán má kiểu xéo xéo một chút cho cái mặt của mình nó góc cạnh hơn ấy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng em phấn phủ này từ giờ C. Về phần mắt thì mình làm khá đơn giản thôi. Mình dùng một màu nâu nhạt tán toàn bộ phần bầu mắt và 2/3 mi mắt dưới. Sau đó thì dùng một màu nâu đậm hơn nhấn vào đuôi mắt và làm tương tự với mắt dưới luôn nha. Tiếp đó thì mình dùng một màu nhũ để đánh vào đầu mắt cho mắt sáng và mở to hơn. À, mình sẽ chỉ cho mọi người cách kẻ mắt cho mí lót luôn nha. Bởi vì dáng mắt của người Việt Nam khá là cụp nên là mình sẽ không kẻ xếch lên, mà mình sẽ vẽ theo hướng ngang ở đuôi mắt. Mọi người kéo một đường ngang này, sau đó thì mình nối vào cái phần mi mắt, nhưng mà nhớ là đừng nối lên quá cao và sát vào phần mí nhá. Đấy, mọi người nhìn như trong video mình làm ấy, tức là mình chỉ vẽ một cái đường tam giác nó rất là mảnh và nó kiểu ở sát ở dưới mí mắt của mình thôi. Như thế thì nhìn mắt của mình, cái dáng mắt nó sẽ nhìn trẻ hơn và nó không bị nuốt mí mắt của mình ấy. Mọi người nên thử nhá. Sau đó thì sẽ là phần gắn mi giả. Thì ở đây là mình chưa kịp mua cái bộ mi kiểu mắt cáo mà nó dày dày như kiểu ABG ấy, thế là mình dùng tạm cái mi mà mình có sẵn ở nhà. Hôm nay thì mình sẽ tạo khối mũi một chút, bởi vì thực sự là mình rất là lười tạo khối ấy. Nhờ mình nghĩ là tạo khối và thì nhìn mặt nó sẽ sắc nét hơn và nhìn nó ABG hơn, nên là mình đã đánh một chút khối mũi chứ mình không đánh khối mặt, bởi vì mặt mình khá là nhỏ ấy. Son ngày hôm nay mình dùng sẽ là MAC màu Over the Top. Đây là một cái tông nút nâu mà lên trên môi mình nó cũng hơi có một chút hồng một tí. Chứ mà màu này nhìn rất là tây và mình nghĩ là nó rất hợp với make up này. Quay qua quay lại một hồi thì mình thấy là cái phần kẻ mắt ngày hôm nay nó chưa được giữ lắm ấy. Thế nên là mình đã quyết định là kẻ thêm một chút nữa ở cái phần đầu mắt thì cho mắt nhìn nó sắc nét hơn. Thì mình đang dùng cái kẻ mắt của Sivana. Cái kẻ này mình khá là ưng này.
Ok mọi người, mình đã make up xong rồi. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu đến phần thay đổi trang phục. Và đầu tiên thì mình sẽ làm móng trước. Thì thật ra là mình không mua móng giả trên Shopee, bởi vì là mình đã từng dùng thử rồi ấy, và mình không thích cho lắm ấy, và nó không vừa với móng tay của mình. Thế nên là mình đã đi ra chỗ tiệm nail và nhờ người ta đo móng cho mình, rồi người ta làm cho mình sẵn một bộ. Thì đấy, ở đây thì mình đã có sẵn một bộ móng màu đen như thế này rồi. Cái móng của mình nó đang dính thuốc nhuộm tóc ấy mọi người, nhìn nó rất là ghê. Trời ơi, đây là một cái bộ móng ác nhất từ trước tới giờ mình từng làm luôn đấy mọi người, hãy nhìn này. Ừ, nhìn nó rất là ác luôn ý. Ok mọi người, mình đã làm xong bộ móng này và mình đã thay một cái áo ba lỗ, nhìn cho nó hợp tình hợp cảnh hơn. Thì nếu mọi người thắc mắc là cái tóc của mình để nhàm chán như này thì không, chưa dừng lại đấy đâu mọi người ạ. Thì mình đã mua được cái lai tóc giả màu bạc này, nhưng mà cái này nó quá là dài, nó dài rất dài so với tóc của mình ấy. Thế là mình sẽ kẹp nó lên và mình sẽ cắt bớt nó đi nhá. Cái kéo này của mình nó quá cùn. Mình nghĩ là mình nên mua vài cái thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Chắc là mình sẽ mua thêm. Rồi giờ mình sẽ đeo một đôi khuyên tai, nhìn nó to hơn một xíu. Cái này là mình cũng mua Shopee luôn. Ok, bây giờ sẽ là cái tiết mục mà mình mong chờ nhất từ đầu video đến giờ, đó chính là tattoo. Thì đây, hôm trước là mình đã mua được một đống hình xăm giả trên Shopee. Đây, mình sẽ thử. Cái này thì cũng dùng rất là dễ thôi. Thì mình sẽ xăm cho mọi người xem nhá. Ok. Thì mọi người sẽ bỏ cái tờ ly lông ra, sau đó mọi người áp cái hình xăm này lên tay. Sau khi mọi người đã dán được cái hình xăm này lên rồi thì sau đó mọi người sẽ dùng một cái khăn ẩm và mọi người lau để cho cái giấy này nó được gọi là ướt ấy mọi người. Đấy, thì khi cái giấy này nó ướt thì nó sẽ thấm cái mực vào trong cái da của mình. Thật ra cái hình này là hôm trước mình đã xăm thử rồi, bởi vì là mình sợ là lên video mình không biết cách xăm ấy, thì là mình đã phải nhờ bạn mình xăm hộ mình trước để xem nó như thế nào. Thì lúc xăm ấy, thì lúc bỏ ra thì mình thấy là hình nó cũng tự nhiên, cũng sắc nét ấy. Và cái hình này thì mọi người chỉ cần tắm rửa thôi là nó sẽ trôi sạch hết luôn ấy, thế là mọi người không phải lo gì cả. Giờ mình sẽ bóc ra thử xem nhé. Oh my god, trông cũng Asian baby girl đó chứ. Trời ơi, cái này vui ghê mọi người. Wow, trời ơi, thật là xịn quá đi. Thôi mình nghĩ là mình xong đến thế là đủ rồi đấy mọi người ạ. Ok, và đây chính là kết quả cuối cùng của video transformation của mình. Người, vậy là mình đã hoàn thành xong cái video transformation ABG lần này. Thật sự cá nhân mình thì mình cảm thấy rất là hài lòng, và mình nhìn mình như này mình thấy rất là thích ấy mọi người. Và nếu như mọi người muốn mình làm một cái video kiểu đổi phong cách này nhiều hơn thì mọi người đừng quên để lại comment bên dưới cho mình biết nhá. Ok, vậy là video này của mình đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều theo dõi video này. Còn bây giờ thì bye bye.